Kênh Lưu Nguyễn Hoa Kiển xin mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì hôm nay đến với nhà vườn Nguyễn Thắng giao lưu những cái mặt hàng hoa giấy giống mới rất là đẹp nha bà con. Một số cây lá vàng, hoa đỏ, cây thì nó đang búp bông nha bà con. Đặc biệt nhà vườn giao lưu những cái giống mới rất là đẹp ha. Mình chơi được cái dòng lá và dòng hoa. Rồi sau đó thì có những cái dòng lá cẩm thạch nữa, nhiều màu siêu bông, ghép chung một phôi thì nó từ 5 đến 7 màu hoa nha. Những cái dòng lá xanh đổi màu rất là đẹp như golden rau bà con mình đang xem này ha. Hoa nó đổi màu rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Và xa xa đó nữa thì những cái cây hoa nó cũng đang golden rau, đang hoa rực rỡ luôn. Đó, dòng này là siêu bông lá xanh. Rất là đẹp nha cả nhà. Một số giống mới rất là hot. Thì hôm nay mình mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn Nguyễn Thắng rất là quen thuộc luôn ạ. Dạ rồi, kính chào anh Liêm, kính chào quý cô chú anh chị đang xem video clip ạ. Hôm nay Hoa Kiển Nguyễn Thắng sẽ quay trở lại và giao lưu cho quý cô chú anh chị một số cây hoa giấy giống mới ha. Thì nhà vườn em là chuyên về hoa giấy giống mới nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem và ưng ý được những cái mã số nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại giúp em để được đặt hàng. Đồng thời cái số điện thoại của em có để trên màn hình cũng là cái Zalo của nhà vườn ha. Có nickname là Miền Tây Mến Thương. Hôm nay em sẽ giới thiệu sơ lược qua cho cô chú anh chị mình xem một cái số giống hôm nay em giao lưu. Hôm nay em có như là chi tram online, lá vàng, hoa đỏ là một này ha. Những cái cây bên Tây Quang ha, nó đang rất là nhiều bông luôn. Hiện tại là sặc sỡ bông luôn nha cô chú anh chị. Vào dòng này thì rất là bền bông ha. Và bên cạnh đó em có như là golden rau đang hoa ha. Đây ha, golden rau đang hoa luôn. Nói chung là cái cây này nó cũng già bo, nó đang ra chuẩn màu nha. Và bên cạnh đó thì em có như là cái giống mới ha. Giống mới này là ghép với tên giống là Đúc Phít Va, mình còn gọi là chân vịt cẩm thạch ha. Tại vì cái dòng này nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giống này là có mới nhất trên thị trường hiện nay nha. Rồi em không làm mất thời gian cô chú anh chị chờ đợi, em xin đi chi tiết vào mã số đầu tiên. Đây ha cô chú, em xin đi chi tiết cây số 1 nha. Cây số 1 thì cây này em ghép với tên giống là chi tram, em ghép với tên giống là Red Bean Java ha. Red Bean Java, một cái dòng lá cẩm thạch và cực và bông màu đỏ nha. Dòng này là cực kỳ xiên bông. Hiện tại trên cây đang có bông ha. Đây nha cô chú anh chị. Đó, và những cái nhánh bo này mình về mình cũng vẫn cắt ghép được tại vì nó cũng già bo ha. Trên cây cái tán nó đang có bông và nó đang rủ xuống, nhìn cái cây của mình rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó rủ xuống nhìn bông rất là đẹp ha. Và dòng này bông rất là sáng luôn. Cây mã số 1 ha. Hoành cổ là hoành 22, có từ mặt chậu lên là 53 cm. Cây này em xin vô lưu giá là 270.000 em bao ship nha. 270.000 em bao ship mã số 1 ghép với tên giống là Red Bean Java ha. Đây ha, dòng này rất là xiên hoa. Rồi em xin đi chi tiết của cây mã số 2. Mã số 2 trên cây này em ghép với tên giống là Bean Taiwan. Em sorry, Bean Taiwan ha. Cái dòng này là cực kỳ xiên bông. Đây cô chú anh chị mình xem ha. Bông nó sẽ có từ trong nhánh này nó đi ra ha. Này ha, nó mang theo cho mình một chuỗi bông. Đây nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Nó mang về bông hết trơn ha. Mùa này là cũng là mùa mưa nhưng mà cái dòng này rất là xiên bông nên thành ra là cây già bo thì nó sẽ bông. Và hiện tại trên cây thì nó rất là già bo luôn nha cô chú anh chị và bông cũng rất là nhiều. Khi đi hàng thì em cũng sẽ cố định những cái bo này cho cô chú anh chị mình về để cũng còn hoa ha. Nó có thể là rụng hoa nha cô chú anh chị. Tại vì bông hiện tại nó trổ rất là nhiều nên khi ship hàng nó sẽ là có rụng hoa nha, nhưng mà cũng vẫn còn cho cô chú anh chị mình về để mình chơi ha. Cây này rất là đẹp luôn, hiện tại cây tàn tược đang rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây ha, cây mã số 2. Hoành cổ 27, cao từ mặt chậu lên là 55 cm, phôi giấy Mỹ ha. Đây ha. Đó, phôi bonsai luôn nha, từ cái phôi và lên trên này nó cho mình tay chi và nó đang có một cái form tàn cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dòng này là cực kỳ xiên hoa. Khi về già lá nó cũng vẫn vàng giống vậy chứ nó cũng không có chuyển xanh ha. Về một về bông luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây số 3 ha, em xin cho lưu giá là 450.000 em bao ship nha. Ghép với tên giống là Bin Thai Quang ha. Đây ha. Bông rất là đẹp luôn. Đó, cánh bông nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị, cái màu rất là nhẹ nhàng ha, màu rất là dễ thương luôn nha. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 3. Mã số 3 thì trên cây này em ghép với tên giống là Radiancy ha. Mã số 3 Radiancy. Trên cây này thì em ghép rất là lâu và nó già bo. Đây cô chú anh chị xem, mắt ghép nó liền lạc vào thân cây ha. Khi cây này rất là già bo và em đã cun tàn, nó đang em cun tàn và em ngắt hết lá luôn thì nó sẽ lên những cái lá mới nha cô chú anh chị, và rất là đẹp ha. Nhưng mà dòng này khi về già thì nó sẽ chuyển về lá xanh hoặc là lá cẩm thạch nha. Nói chung là cái dòng này nó tự đột biến ra rất là nhiều lá, nó tự đổi rất là nhiều lá và đặc điểm của nó bông sẽ là màu đỏ và dòng này là cũng xiên bông, một cái giống mới ha. Cây số 3 hoành 18, cao 50 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 270 em bao ship nha. Đây ha. Phôi giấy Mỹ là trắng sạch, rất là quái rễ luôn nha cô chú anh chị. Đây nha. Đó, rất là quái rễ luôn, đây cô chú anh chị xem ha. Này ha. Cái này là một cái giống mới ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 4.
Mã số 4 trên cây này em ghép với tên giống là Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ ha. Mã số 4 ha, Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ. À, cô chú anh chị hồi nãy cái khúc đầu anh Liêm cũng có nói ha, thì cái dòng này là nó sẽ bông ra bông màu đỏ và cái bông cái màu sắc của nó là đỏ anh kim, rất là đẹp. Cái dòng này thì nó hơi chậm hoa một tí xíu nhưng mà lá rất là đẹp nha, bù lại cái bộ lá rất là đẹp. Lá vàng và cái thân nó sẽ màu đỏ, đồng thời bông của nó cũng là cánh bông to nha cô chú anh chị. Dòng này thì nói chung là mức độ bông của nó cũng là ok chứ không gọi là chậm lắm nha. Hiện tại thì trên vườn em là hiện tại nó đang có bông ha. Nói chung là nó già bo hoặc là mình cun tàn nó nhiều lần thì nó sẽ tự nhiên nó cho bông chứ mình cũng không cần phải làm bông nhiều ha. Cây này là cây số 4. Cây số 4 hoành cổ là 33, cao là 70 cm, một cái phôi giấy Mỹ rất là đẹp nha, trắng sạch ha. Và dáng thế cây của nó sẽ là dáng bay ha. Đó, trên thân này thì nó hơi lũa một tí xíu nha cô chú anh chị, nhưng mà nó đã kéo những cái viền thẹo này lại không có ảnh hưởng gì hết nha. Cây vẫn sống khỏe phát triển bình thường. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 540.000 em bao ship nha. 540.000 em bao ship ha cô chú anh chị. Ghép với tên giống là Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ, tàn tược đang phát triển rất là ok luôn. Và dáng thế cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị cùng xem tổng cây lại giúp em ha. Cây mã số 4 nha. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 5. Mã số 5 lên cây này, một cây em ghép với tên giống là Lát Va lá vàng cẩm thạch bông hồng gân. Đây ha, lá vàng có viền cẩm thạch xanh ở giữa và bông của nó sẽ ra là hồng gân. Và dòng này là cực kỳ xiên bông, cánh bông to có về bông hai màu đó là trắng hồng ha. Đây ha, đó, rất là đẹp luôn. Dòng này là xiên bông nha cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 5, hoành cổ là 33. Đây ha. À, bên nhà vườn em những cái phôi thì nó hoành cổ rất là to nha cô chú anh chị. Đây ha, hoành cổ 33, cao từ mặt chậu lên là 50 cm. Phôi giấy Mỹ thì cô chú anh chị mình xem ha. Một cái tông phôi là đế đặc nha. Và nó có chi từ ở dưới này đi lên nè. Đó, kiểu như nó đi từ trên này đi lên ha. Form tàn hiện tại cũng rất là ok luôn nha cô chú anh chị, rất là tốt ha. Đó, rồi cây này em xin giao lưu giá là 350.000 em bao ship nha. 350.000 em bao ship. Mã số 5 ghép với tên giống là Lát Va lá vàng cẩm thạch bông hồng gân ha. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 6. Mã số 6 em lên một cây ghép với tên giống là kim cương tím nha. Mã số 6 ha. Mã số 6 kim cương tím, dòng này là một cái dòng lá cẩm thạch. À, bông sẽ ra màu tím, cánh bông to cực kỳ xiên bông. Cây này cô chú anh chị mình về lên một cái chậu nữa là nó sẽ bung tàn ha. Và bông của nó ra hiện tại trên cây là đang có bông luôn nha cô chú anh chị. Cái dòng này là em chưa cây tàn lần nào hết nhưng mà hiện tại đang cho bông luôn ha. Thì lúc trước cái giống của nó là không có được lá cẩm thạch đẹp như này đâu ha. Nhưng mà giờ vườn em ghép một thời gian nhân giống thì mình lựa những cái bo rất là đẹp á. À, để cho nó ra được cái bộ lá nó đẹp hơn ha. Đây nha cô chú anh chị, hiện tại trên cây là full lá cẩm thạch nha. Dòng này về già vẫn là lá cẩm thạch chứ không có chuyển xanh. À, trên cây có tổng là 5 chi và ghép bo đầy đủ, không bị ruột chi bo nào ha. Cây mã số 6, hoành cổ 26, cao từ mặt chậu lên là 50 cm. Một cái tông phôi là đế Mỹ dáng bay ha, dáng bonsai ha. Đây nha cô chú anh chị, phôi rất là đẹp luôn, già bo ha. Cây này em xin giao lưu giá là 480.000 em bao ship nha. 480.000 em bao ship, ghép với tên giống là kim cương tím ha. Một cái dòng lá cẩm thạch bông sẽ ra màu tím nha. Màu tím của giống này là rất là đẹp nha cô chú anh chị, sáng ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 7 nha. Mã số 7 ha. Rồi. Mã số 7 trên cây này em ghép với tên giống là Chitra Monlai lá vàng hoa đỏ nha. Đây ha, cây này thì cũng già bo rồi nha cô chú anh chị. Đây ha, cây cô chú anh chị xem nè, cái mắt ghép nó già bo, em nó cũng liền đạp vào thân cây nha. Cái này em đã cuôn tàn và em ngắt lá hết nó đi ha, và nó lên lá mới nha. Hiện tại nó đang lên những cái tược mới, những cái chồi mới hết nha cô chú anh chị. Bên này nữa ha, cái cây này cô chú anh chị mình mua về thì nó già bo thì nó cũng sẽ nhanh hoa ha. Mình lên chậu, mình sang chậu xong mình dưỡng thì từ nay đến Tết nó cũng vẫn có hoa nha cô chú anh chị. Và nói chung là mùa này thì mùa mưa nhưng mà nó già bo và nó thuận cái mùa á. À, theo mùa bông của nó thì nó sẽ có hoa luôn nha cô chú. À, cây này thì em quên đo hoành cổ nhưng mà em sẽ nhắm chừng ha. Cái cây này thì hoành cổ của nó sẽ nằm rơi vào là hoành 15 đến 17 nha. 17 cao từ mặt chậu lên là khoảng tầm 55 cm. Cây này thì em xin giao lưu giá là 380 em bao ship nha. 380k em bao ship nha cô chú anh chị. Này ha. Này ha. Cái bộ phôi giấy Mỹ là già cây và rất là quái rễ luôn. Đây nha cô chú anh chị. Những cái cây nhỏ như này em ít có nha cô chú. Đây ha. Đó, cây này đẹp ha cô chú anh chị. Rồi đây là cây mã số số 7 ha. Mã số 7. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 8. Mã số 8 em lên một cây ghép với tên giống là Golden Rau ha. Mã số 8.
Golden Round cây này thì cũng là đang hoa luôn. Cây này cũng già bo rồi nha cô chú anh chị, đang hoa ha. Em đang cuộn tàn cho nó và nó đang hoa luôn. Nói chung là nó lên hoa thì nó sẽ đổi màu luôn. Trên cây này hiện tại là em thấy của nó đang có những cái tông màu nè, trắng xanh là một này ha, màu hồng đỏ là hai ha, màu vàng ha, màu sọc vàng là ba ha, và nó sẽ còn đổi màu nữa nha cô chú anh chị. Đây ha, và trong này nó kiểu cái bông của nó giống như là hồng gân này cô chú anh chị. Đây ha, đó. Rồi trên cây này còn lại những cái nhánh này toàn bộ nó đang cho búp nụ hết nha. Này ha, nó đang cho búp bông hết ha. Thì cây này cô chú anh chị mình mua về mình để vậy là mình chơi hoa luôn nha cô chú anh chị. Và khi đi hàng thì có thể là ship hàng thì những cái già, bông già này có thể là nó sẽ bị rụng nha. Do vận chuyển và em đóng một cái kiện nó hơi hầm á, nó hơi nóng thì nó sẽ bị rụng nha cô chú anh chị. Mình về mình dưỡng lại thì mình vẫn là chơi hoa bình thường. Dòng này là đảm bảo cô chú anh chị là rất là xiên hoa. Cây mã số 8, hoành 19, cao là 75 cm. Cây này em xin cho lưu giá là 330.000 em bao ship nha. Phôi giá Mỹ là quái ha. Đây ha, 330.000 em bao ship, ghép cho mã số 8, ghép với tên giống là Golden Round nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 9 ha. Mã số 9 lên một cây ghép với tên giống là Binh Thay Quang luôn nha cô chú anh chị. Dòng này rất là đẹp ha, nó cho mình một cái chuỗi hoa luôn nha cô chú. Mã số 9 Binh Thay Quang. Hôm nay em lên hai cây cho cô chú anh chị mình chọn lựa nha. Đây cô chú anh chị mình xem ha, cánh bông của nó có cái nhị trắng rất là đẹp ha, và cánh bông của nó rất là đẹp vàng nha, lá vàng luôn ha. Nó sẽ mang bông từ trong chuỗi nó đi ra nha cô chú anh chị. Này ha, cái nhánh này nè, đó. Khi đi hàng thì em sẽ dựng những cái nhánh này lên cho nó vẫn còn bông cho cô chú anh chị mình về mình ngắm ha. Cây mã số 9, hoành cổ của nó là hoành 24, cao từ mặt chậu lên là 55 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 400 em bao ship nha cô chú anh chị. Này ha. Đó. Phôi giá Mỹ là trắng sạch ha, dáng thế phôi bonsai luôn, không có vết lỗi nha cô chú anh chị. Này ha, dáng thế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này rất là, mình mua cây này về thì cô chú anh chị mình không có thời gian chăm sóc nhiều thì chơi những cái dòng này nó cũng rất là nhanh hoa ha, không có cần phải làm hoa nhiều. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 10. Mã số 10 lên một cây giống mới nha cô chú anh chị. Giống này rất là đẹp luôn, giống này cực kỳ đẹp lá nha cô chú. Hoa giấy thì bây giờ mình chơi những cái dòng hệ lá rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ghép với tên giống là Đúc Phít Va, mình còn gọi là chân vịt cẩm thạch ha. Trên cây này thì hiện tại nó đang có là 2, 4 và 5 chi thì em cũng ghép bo đầy đủ luôn. Và những cái nhánh này nó đang vượt dài ha. 5 bo nhưng mà nó phát triển tàn tược cho mình cũng rất là nhiều tược nha cô chú anh chị. Khi mình ghép ra hoặc mình xả nắng thì vẫn đọt đỏ như thế này. Khi nó về già nó vẫn có mang một cái độ cẩm thạch ha. Này nha. Đó, lá nó sẽ không có chuyển xanh. Và đặc điểm thì cái giống này hiện tại ở nước ngoài và ở Việt Nam chưa có mặt bông nha cô chú anh chị. Tại vì khi nhập về thì khi nước ngoài nó lai tạo ra thì giống rất là đẹp và nhà vườn đã nhập về thôi chứ hiện tại chưa có mặt hoa nha cô chú. Nhưng mà trong tương lai nó sẽ là ra một cái màu bông là có thể là màu đỏ ha. Đó, tại vì những cái giống mà là những cái giống hoa giấy á, lá đẹp thì nó sẽ hơi chậm bông so với những cái giống mà siêu bông nha cô chú anh chị. Ví dụ như những cái dòng Binh Thay Quang này ha. Đó, dòng này thì lá rất là đẹp luôn. Cây mã số 10, hoành cổ 25 nha. Này ha, hoành cổ của nó là hoành 25, cao từ vị, em đo từ vị trí này nha, cao từ mặt chậu lên là 70 cm ha. Phôi giá Mỹ là tông phôi đế rất là đẹp nha cô chú, dáng trực ha, nhưng mà cái đế của nó cũng rất là quái ha. Đây nha cô chú anh chị, mặt trước mặt sau đều quái nha, đế trắng sạch không có vết lỗi ha. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 1.200.000 em bao ship. Cái này là một cái giống mới nha cô chú anh chị, 1.200.000 em bao ship ha. Tại vì lúc trước cái giống này á, nó chỉ có một bo như thế này thôi thì nó đã rơi vào 1.000.000 rồi nha, 1.000.000 một bo rồi. Nhưng mà cái giống này là hiện tại giống mới và trên cây này thì em ghép cũng là nhiều bo ha, nên bây giờ nhà vườn em có nhiều bo thì sẽ nhân giống ra thì giao lưu giá mềm lại cho cô chú anh chị nào mình thích sưu tầm giống mới nha. Đây ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 11. Mã số 11 ha, trên cây này em ghép với tên giống là Chi Tram Online, lá vàng hoa đỏ luôn nha. Mã số 11 ha. Này ha, hoành cổ của cây này là hoành 23, cao từ mặt chậu lên là 60 cm, phôi với Mỹ là đế quái nha. Đế quái ha. Và cái cây này cũng rất là già bo luôn, em đã cuộn tàn nó đang lên những cái chồi mới hết nha cô chú anh chị. Mặt trước mặt sau gì đều cũng quái hết ha. Nó có một cái cuộn đế trên này rất là đẹp nha cô chú. Này ha, nó già cây ha. Rồi cây này em xin giao lưu giá là 450.000 em bao ship thôi nha. 450.000 em bao ship, ghép với tên giống là Chi Tram Online, lá vàng hoa đỏ, mã số 11 ha.
Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 12 ha. Mã số 12 thì em lên một cây ghép với tên giống là Murayama nha. Mã số 12 ghép với tên giống là Murayama. Cái này là cũng một cái giống mới ha, đặc tính lá xanh và bông sẽ ra là đổi màu. Những cái giống này riêng đặc biệt cái giống này thì cái màu sắc của nó sẽ đa dạng hơn những cái giống khác nha cô chú. Và cái cánh bông của nó khi nó bung bông thì nó sẽ bông to ha. Nó ra đầu tiên có thể là cái màu trắng và màu tím tím than trước ha cô chú anh chị nha. Đây ha, từ từ thì nó mới sẽ chuyển màu. Những cái giống hoa giấy mà lá xanh đổi màu thì cô chú anh chị mình mua về mình khuôn tàn nhiều lần cho nó già bo. Cái thứ nhất là già bo, thứ hai nó đặt tàn thì lúc đó nó sẽ tự nó cho hoa nha cô chú anh chị. Này ha. Đó. Rồi cây số 12 ghép với tên giống Murayama, hoành 17 cao 65 cm. Cây này em xin giao lưu giá là 390.000 em bao ship nha. 390.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Cây này cũng rất là nhiều bo cho cô chú anh chị mình về mình nhân giống cũng là ok ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 14. I'm sorry, mã số 13. Mã số 13 lên một cây ghép với tên giống Golden Round luôn. Cây này gốc rất là đẹp ha cô chú anh chị. Và tàn tược hiện tại đang phát triển rất là ok luôn. Đặc tính của nó là giống đổi màu nên có thân thì nó sẽ nhánh đỏ như thế này. Đây ha. Có thân thì nó sẽ nhánh tím nha. Nhánh tím ha. Có thân thì nó sẽ nhánh vàng như thế này ha. Đây ha. Nhánh vàng như thế này. Nó sẽ tự đặc tính của nó sẽ tự đổi màu trên cái từ cái thân của nó và đến cái bông ha. Và hiện tại trên cây này thì nó có tổng là 2-4 chi. 4 chi và em ghép cũng hết đầy đủ bo luôn. Chi nào cũng có ghép bo đầy đủ ha. Cây số 13, hoành cổ là hoành 24 nha. Hoành cổ em đo từ vị trí này ha. Hoành 24 cao từ mặt chậu lên là 65 cm. Phôi giấy Mỹ là rất là đẹp nha cô chú. Nói chung là cái phôi, bộ phôi này không chê vào đâu được ha. Nó uốn rễ nha. Nó uốn rễ từ ở dưới đi lên ha. Và dáng thế là bonsai hết nha cô chú anh chị. Đây ha. Đây ha, cây số 13. Cây này em xin giao lưu giá là 500.000 em bao ship nha. 500.000 em bao ship. Mã số 13 ghép với tên giống là Golden Round. Dòng này là cực kỳ xiên hoa nha cô chú anh chị. Đây ha, cực kỳ xiên hoa. Tại vì những cái dòng đổi màu mà lá trung nhỏ như thế này thì nó rất dễ làm hoa. Nó không có phải như những cái dòng Ấn Độ của mình hồi xưa mà lá to và rất khó làm hoa nha cô chú anh chị. Màu sắc của nó cũng không có được nhiều nữa ha. Đặc biệt cái giống này rất là nhanh hoa luôn. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 14. Mã số 14 trên cây này em ghép kết hợp hai màu nha, màu trắng và màu đỏ. Cái này, cái lá này là tên giống này thì em ghép với tên giống là Albino White trắng. Bông sẽ ra là màu trắng nha, lá vàng bông sẽ ra màu trắng. Và bên này em ghép với tên giống là Chitra Manlai lá vàng hoa đỏ. Thì trên cây này mình sẽ có hai loại đó là màu trắng và màu đỏ ha. Hai cái giống này là đặc biệt bông đó nó sẽ ra cùng một lúc với nhau nha cô chú anh chị. Tại vì Chitra Albino quay trắng này lá nó vàng đẹp thì nó cũng hơi chậm bông một tí xíu. Thì kết hợp hai cái loại này trên một cây thì nó sẽ ra cho mình hai màu bông đó là trắng đỏ. Và cái mức độ ra bông của nó cũng giống nhau ha. Nó tương đồng với nhau ha. Đó. Cây số 14. Hoành cổ của nó là hoành 24, cao từ mặt chậu lên là 65 cm. Cây này là một cái tông cây dáng bay nha. Em xin giao lưu giá là 400.000 em bao ship nha. 400.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Đây ha. Albino quay trắng và Chitra Manlai lá vàng hoa đỏ ha. Này ha. Do em bón phân là trời mưa nên thành ra là nó lá rất là tốt nha. Cô chú anh chị mình không ưng ý thì có thể là bấm hết những cái lá này đi. Khi mình nhận được cây mình về mình sang chậu mình cắt, mình bấm hết những cái lá này đi ha. Thì nó sẽ ra một cái lá mới, nó sẽ nhỏ gọn như thế này thôi nha cô chú anh chị. Này ha. Đây là cây mã số 14 ghép hai màu nha cô chú anh chị. Bông sẽ là trắng đỏ ha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 15. Mã số 15 lên cây này là những cái giống lá xanh đổi màu ha. Ghép 8 là giống lá xanh đổi màu lên cây này nha cô chú anh chị. Em xin đi chi tiết vào từng tên giống ha. Bo này em ghép với tên giống là 3 hecta nha. 3 hecta là 1 nè. Bo này em ghép với tên giống là Roson là 2 ha. Em ghép bo này em ghép với tên giống là Aracna là 3 ha. Đó. Bo này em ghép với tên giống Golden Round là 4 ha. Và bo này em ghép với tên giống là Murayama là 5 ha. Đây ha, Murayama là 5. Bo này em ghép với tên giống là Mandarin là 6. Mandarin là 6. Và trong này một cái nó là 7 color nha, là 8. 7 color là 7 ha. Mình còn gọi là A7 nha cô chú. Và những cái giống lá xanh đổi màu ha. Cái này Aracna có rồi. Còn một cái bo đó là 3 tiết thái. Rồi bên này là 3 tiết thái nha cô chú anh chị. Bên này ha,
Bo trong này là 3 tít Thái Lan nha, chi tra 3 tít Thái Lan ha. Rồi trong cây này thì mình sẽ có là 8 loại giống lá xanh đổi màu. Em có ghi từng tên giống trên cái mắt ghép hết. Cô chú anh chị nào mình về mình có thể cắt bo mình nhân giống cũng được. Em có chèn bằng hình bông tổng thể, hình bông kế bên cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Những cái giống này toàn bộ là những cái giống lá xanh và bông sẽ là đổi màu. Đặc tính của nó là sẽ ra từ 2-3 màu sắc bông trở lên nha cô chú anh chị. Này nha, trong này sẽ có hai loại giống mới, đó là A7 và trong đó là có sẽ Murayama nha. Cây số 15, hoành cổ là hoành 25, cao từ mặt chậu lên là 70 cm. Đây nha, phôi giấy Mỹ đây ha. Hoành cổ đo từ vị trí này và cái em đo từ mặt chậu lên đến đọt là 70 cm, còn cái hoành cũ của nó là 50 cm nha cô chú anh chị. Hoành cũ thì em đo từ cái đường kính như thế này ha. Em xin giao lưu cây này là 550.000 em bao ship nha. 550.000 em bao ship ha. Đây nha cô chú anh chị, mỗi giống thì mình tính ra cũng không có bao nhiêu tiền đâu nha cô chú anh chị. Cây này thì kết hợp được 8 loại giống lá xanh đổi màu ha. Trong này sẽ có những cái giống cũng là mới luôn ha cô chú anh chị. Đây ha, em kết hợp một cây như thế này cho cô chú anh chị mình dễ sưu tầm, mình làm mình thích chơi bông thì mình chơi, còn không thì mình có thể là cắt mình lấy giống ha. Mình mua cây này về trước thì mình cắt bo mình ghép, sau này mình có thể có một cây đẹp mình chơi luôn nha cô chú anh chị. Đây ha, bề đế rất là đẹp nha. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 16. Mã số 16 em lên cây này là ghép 6 loại giống cẩm thạch nha. Đây ha. Bo này em ghép với tên giống là Singapore Hồng là 1, bông sẽ ra màu hồng. Bo này em ghép với tên giống là Tiger Oran, bông cam là 2 ha. Bo này em ghép với tên giống là cẩm thạch Antinto là 3 ha. Đây ha. Lá nó kiểu như là lá tuyết ha. Và bên này thì em ghép với tên giống là Zelomid ha. Đây ha. Zelomid là 4 nha. Đây ha. Có hai màu vàng đỏ. Và bên này thì mình sẽ có là kim cương tím là 5 nha. Đây ha. Kim cương tím là 5 và lát va lá vàng cẩm thạch bông hồng gân là 6. Rồi trên cây này mình sẽ có là 6 loại giống cẩm thạch ha. Đây nha cô chú, kết hợp được 6 loại giống cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cái tàn tược và bo của nó hiện tại rất là dài nha. Cô chú anh chị mình mua về có thể là cắt bo ghép được, hoặc là mình mua cây về mình sang chậu rồi mình cuôn tàn bớt đi nha, cho cây nó sẽ phát triển tốt hơn ha. Cây số 16 hoành cổ của nó là sẽ hoành 30. Hoành cổ em đo từ vị trí này nè, hoành 30, cao từ mặt chậu lên là 65 cm. Phôi giấy Mỹ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dáng thế cây rất là đẹp ha. Cây này em xin giao lưu giá là 530.000 em bao ship nha. 530.000 em bao ship nha cô chú anh chị. 530.000 em bao ship ha. Đây ha. Thì bên mỗi cái cây em báo giá toàn bộ, em đã bao phí ship và có tặng kèm phân bón hết nha cô chú. Nhà vườn em là từ khi bán giống bao nhiêu năm nay là toàn bộ có tặng kèm phân bón cho cô chú hết nha. Nên cô chú anh chị mình yên tâm, một cây cũng vẫn có tặng kèm phân bón ha. Và giá trên đây toàn bộ là em đã bao ship hết rồi. Và em ưu tiên cho khách nào á, cô chú anh chị nào mình mua sẽ từ 2 cây trở lên thì em có thể là giảm nhẹ cho cô chú anh chị mình thêm một chút đỉnh nữa ha. Đây nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em xin đi chi tiết qua cây mã số 17 ha. Mã số 17 trên cây này cũng ghép với tên giống là Chitra Monlai, lá vàng hoa đỏ luôn. Đây cô chú anh chị xem ha. Cây này thì cũng rất là già bo luôn, đã cuôn tàn rồi nha cô chú anh chị. Đây ha. Đó. Cây mã số 17 ghép với tên giống là Chitra Monlai, lá vàng hoa đỏ. Hoành cổ của nó là hoành 26, cao từ mặt chậu lên là 65 cm. Phôi giấy Mỹ đây cô chú anh chị xem ha. Rất là cuộn ha. Rất là uống đế ha. Đó, nó hơi bồ đế với Mỹ thì nó là dáng trượt, nhưng mà trên này chi của nó bay ra ha. Chi của nó bay ra nên nhìn cái cây của mình cũng rất là đẹp. Trên cái thân cây thì cây này nó hơi có lũa chút xíu nha cô chú anh chị. Trên cái thân này nó lũa nha. Thì nó chỉ hơi mất thẩm mỹ của mình thôi, chứ còn là cây vẫn phát triển sống khỏe bình thường ha. Đó, rồi cây này em xin giao lưu giá là 480.000 em bao ship nha. 480.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Ghép với tên giống là Chitra Monlai, lá vàng hoa đỏ. Cây này cái bề đế rất là đẹp ha. Cái đế nếu như mà cứ hoành cũ em đo nó khoảng tầm là 35 cm nha cô chú anh chị. Này ha. Rồi hôm nay em có giao lưu tổng là 17 cây và gồm 17 mã số nha. Rất là nhiều loại cây cho cô chú anh chị mình chọn lựa ha. Cô chú anh chị mình xem và yêu thích những cái giống nào, hoặc là những cái cây nào đang hoa thì cô chú anh chị mình có thể ủng hộ nhà vườn nha. Em kính chúc cô chú anh chị mình thật nhiều là sức khỏe và luôn luôn bình an, và luôn là theo dõi kênh Hoa Kiện Nguyễn Thắng ha, và ủng hộ nhà vườn nha cô chú anh chị. Em kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video clip mới ạ.